Năm 2022, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vướng ồn ào khi du lịch tại Tây Ban Nha. Kể từ đó, cả hai gần như kính tiếng trên truyền thông. Trên trang Facebook cá nhân của Hồng Đăng, anh chỉ đăng tải những khoảnh khắc bên gia đình, sở thích cá nhân hoặc công việc kinh doanh. Trong khi đó, Facebook cá nhân của Hồ Hoài Anh gần như không cập nhật gì thêm, ngoại trừ chia sẻ mới nhất vào ngày 25 tháng 8 liên quan đến live concert Vietnamese của ca sĩ Hoàng Thùy Linh kèm chữ Beck trở lại. Lúc đó nhiều người đặt câu hỏi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đóng vai trò gì trong live concert này. Dù Hoàng Thùy Linh và ekip tránh nhắc đến, nhưng sau chương trình, nhạc sĩ Huy Tuấn thông tin Hồ Hoài Anh giữ vai trò tổng đạo diễn thông qua một chia sẻ trên trang Facebook của anh. Theo một nguồn tin của tuổi trẻ online, diễn viên Hồng Đăng đã nghỉ việc tại nhà hát kịch Hà Nội từ năm 2022. Được biết, Hồng Đăng bắt đầu làm việc tại đây từ năm 2008. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là giảng viên chuyên ngành đàn bầu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tuy nhiên theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy phương học viện âm nhạc quốc gia việt nam nhạc sĩ cũng đã viết đơn xin nghỉ việc trước đó nhạc sĩ hồ hoài anh từng viết đơn xin nghỉ việc không lương tại đây